Worte sehen. Sure you know what you're doing? I've seen Ashka do it. Stand back. Cứu với, chúng tôi bị nhốt trong đây và anh tôi bị thương rồi. Cứu với. Kathy, Josh, anh có sao không? Anh bị nhức đầu dữ dội. Chuyện gì xảy ra thế? Anh cố làm cánh cửa nổ tung bằng áo năng lượng, nhưng chính anh lại nổ tung ra. Anh xỉu suốt đêm qua đấy. Ôi, anh ngốc thật. Em lo cho anh quá. Không sao đâu. Sao đấy? Ben lấy mặt nạ ngọc rồi. Chúng ta không thể cứu được ba mẹ trừ phi chúng ta lấy lại nó. Morning, Ashka. Chào Ashka. Các người làm gì ở đây? Ben đâu? Ông ta bỏ thuốc mê vào ly rượu của bà, lấy hết nữ trang và mặt nạ ngọc đi rồi. Hắn sẽ ân hận khi ta tìm ra hắn. Phí thời gian thôi, hắn nhốt chúng ta rồi. Cởi chiếc áo ra. Tôi không nghĩ vậy, Ashka. Nghĩ có muốn ra khỏi đây hay không? Chúng ta không thể giúp được Sun nếu chúng ta bị nhốt ở trong này. Ashka, bà muốn tìm Ben một mình. Bà có biết đường từ đây tới cửa hiệu không? Vậy chúng ta hãy giúp nhau khi tìm được Ben. Chúng tôi sẽ lấy mặt nạ ngọc. Còn bà sẽ lấy tất cả nữ trang. Không được, Kathy. Bà ta không đáng tin cậy. Chúng ta không có chọn lựa nào khác. Tự chúng ta không đương đầu với Ben được. Này, thỏa thuận chứ? Rất tốt. Đất này màu mỡ quá, mùa mang sẽ tốt đây. Và nhờ có giống của chúng tôi nên chúng tôi lấy phần hơn, vậy mới công bằng chứ. Dan này, cậu đồng ý chúng ta gạt bỏ hết mọi phân biệt để cùng làm việc với nhau chứ? Vâng, thưa Olga. Thôi, làm việc đi. Nó là cái gì thế? Nó là cái cuốc. Cháu bé, tôi tưởng cháu là nông dân. Vâng, nhưng ở chỗ tôi người ta gọi nó là cái tivi đấy. Tivi? À, tivi. Thật là một cái tên kỳ cục. Ben, mở cửa ra. Chúng ta tới sớm quá, hẳn ông ta còn ở nhà. Nếu chúng ta vào được bên trong, chúng ta có thể tìm ra chỗ ở của ông ta. Đừng, Ashka. Hay lắm, Ashka. Kathy, em canh chừng Ben nhé. Dường như tối qua ông ta dọn đi rồi. Nhìn quanh xem chúng ta có thể tìm được điều gì mách bảo ông ta đã đi đâu. Giúp một tay nào, Ashka. Nhưng ta không biết đọc chữ viết của thế giới này. Cảnh sát tới đấy. Cảnh sát là gì? Bà không muốn biết họ là gì đâu. Nhanh lên nào.
Đằng kia kìa. Asuka, vào đi. Đi được rồi đấy. Khoan. Trước hết, bà phải nhìn thẳng vào sự việc. Asuka, bà không được dùng áo năng lượng nữa. Đừng bảo ta phải làm gì, ta là Spellbender. Thì hãy dùng trí thông minh của bà. Nếu có tấn công cảnh sát như thế này, toàn lực lượng cảnh sát sẽ huy động chó săn và trực thăng đuổi theo chúng ta. Chút nói đúng đấy, chúng ta nên tìm cho bà bộ áo khác thôi. Ta có vài bộ trong phòng ở khách sạn ấy. Từ từ thôi săn, em sẽ kiệt sức đấy. Jasmine, nghe làm gì vậy? Chúng cháu trông giống mới. Gobo và gia đình ông ta giúp chúng cháu à? Những kẻ này là kẻ thù, người không nên làm việc chung với họ. Giống lúa này là của cả làng mà. Trả lại đây. Không, đưa cho ta. Người buông tay ra đi. Chúng ta không muốn các người tới đây. Người cần phải học sự kính trọng đấy. Dừng lại, dừng lại. Các người là bọn barbarian, các người đáng bị đánh đấy. Không, trưởng làng. Làm ơn nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi không biết đây là Ga. Tên chị ấy là Ga đấy. Không cần phải xin lỗi, tôi hiểu sự tức giận của ông. Nhưng mọi người đều đói cả. Nếu họ sẵn lòng giúp ta, thì chúng ta nên nhận sự giúp đỡ đó chứ. Phải vậy không? Vâng, Ga. Nào Jasmine, tiếp tục làm việc đi. Nếu Kathy và Josh không về sớm, chúng ta sẽ bị bắt đấy. Ôi, thật là phong cách. Tôi cho rằng những người Spellbender ngon lành nhất đều ở đây. Ben là một doanh nhân. Ông ta không thể biến mất được. Phải có hồ sơ lưu về ông ta chứ. Phải vậy không? Nếu chúng ta ở nhà, em sẽ nhờ ba Sarah giúp đỡ. Này, các điên làm việc cho đài truyền hình. Sao chúng ta không nhờ ông ấy? Dù sao cũng là ba của chúng ta. Các người nói gì? Cha các người đang là tù nhân của Sarah. Asuka, tôi báo cho bà tin này. Đây không phải là thế giới của tôi. Sao? Cần điều khiển con tàu bị hư. Nó mang chúng ta tới một thế giới có một gia đình Morgan khác. Được, chúng tôi sẽ nói chuyện với ba của chúng tôi. Bà đợi ở đây nhé. Không, ta đi nữa. Được, nhưng áo năng lượng thì ở lại. Những đồng tiền cuối cùng đấy. Bà hãy để cho chúng tôi nói chuyện. Đợi đằng kia nhé. Chào ông. Làm ơn cho chúng tôi gặp các Morgan. Ông ấy là ba của chúng tôi. Đừng lo, tôi sẽ gọi. Khó mà thuyết phục cho các biết chúng ta đến từ thế giới song song. Anh biết sự tưởng tượng của ba rất có giới hạn. Chúng ta vờ là con của ông ấy. Tại sao con ông ấy muốn biết về Ben? Các con. Chào ba. Chào ba. Không hôn ba. Ba này, chúng con gặp rắc rối nhỏ. Chúng con... Chúng con đặt làm một bông cài áo tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Nhưng hôm nay chúng con tới lấy thì cửa hiệu đóng cửa. Sao mẹ con lại nhận được nữ trang cho ngày sinh nhật nhỉ? Còn ba thì chỉ nhận toàn những điều sốc. Sinh nhật tới của ba chúng con sẽ tặng. Chúng con hy vọng ba nắm được địa chỉ người chủ tiệm để chúng con lấy lại tiền ạ. Ba làm chương trình thể thao, không phải là phóng viên điều tra. Ba làm ơn mà. Kathy, lúc này ba không có thì giờ. Ba đang bận chuẩn bị cho chương trình tối nay. Tôi rất biết ơn nếu ông vui lòng giúp đỡ. Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Không. Tôi sẽ nhớ ra ngay. Tên tôi là Asuka. Một cái tên đẹp cho một phụ nữ xinh đẹp. Xin chào, tôi là Kat.
Ashka là người ái mộ cuồng nhiệt chương trình của ba, phải không ạ? Vâng, đúng đấy. Chúng con gặp bà ấy tại cửa hiệu, bà ấy cũng bị lường gạt à? Thật là tàn nhẫn. Tôi sẽ bảo người trợ lý của tôi tìm cho ra dấu vết kẻ cắp đó. Ồ, ba là ông bố tuyệt vời nhất trên đời. Tên cửa hiệu là Hiệu Đồ Cổ Thế Kỷ 20. Trong lúc chờ đợi Ashka, để tôi đích thân đưa bà đi tham quan xưởng phim của tôi nhé. Làm sao ba có thể biến thành một người nhấp nhối như thế nhỉ? Hãy nhớ trong thế giới này, ba ly xị mẹ. Vậy điều đó là ổn sao? Vào chứ. Thể thao điên là một chương trình hàng đầu trên TV. Các nhân vật chủ chốt trong ngành thể thao đều muốn được tôi phỏng vấn. Nghe hấp dẫn đấy. Sao tối nay bà không quay lại xem chương trình? Sau đó chúng ta có thể đi ăn tối. Tôi biết một nhà hàng Ý rất ngon. Em nghĩ em sắp ói đấy. Và đây là nơi tôi thực hiện chương trình đấy. Kaka, Robo sẽ đến trễ đấy. Ít nhất là trễ 1 tiếng rưỡi. Đừng lo Rose, bọn nhóc của tôi. Kathy và Rose. Rất vui gặp các cháu. Các cháu nghĩ sao về chương trình của ba các cháu? Ôi, tuyệt lắm ạ. Vâng, chúng cháu không hề bỏ lỡ chương trình. Phần nào cháu thích nhất? À, phần đó ạ. À, cú đá trúng thường. Sao cháu không thử? Tôi nghĩ các chưa chuẩn bị đâu. Được mà ba, để con thử. À, đá chiến lắm. Bây giờ thử chân trái xem nào. Không không. Được lắm, hai quả cùng một lúc. Cha cháu huấn luyện cháu đi chứ. Cái gen của gia đình Morgan mà, Rose. Gen của gia đình Morgan. Hoan hô. Tiền đây. Con đi mua cái gì đó cho máy vi tính của con đi. Cap, tôi đã nhận được thông tin ông yêu cầu. Ồ, cảm ơn Nicky. Coi nào. Tên của kẻ trộm đó là Leonard Ben. Địa chỉ số. Có lẽ hắn đã lường gạt khá nhiều người rồi đấy. Ôi, cảm ơn ba, hẹn gặp lại. Khoan đã, tôi sẽ đi với bà. Tôi không muốn hắn giở trò gì cả. Rồi sau đó có thể chúng ta uống cà phê với nhau, Ashka. Ồ, xin lỗi, Cap Morgan. Chào Vicky, có chuyện gì vậy? Anh không... Ta đi thôi. Đặt áp lực lên Josh, môn thể thao tốt cho thằng bé, để nó gạt khỏi đầu những vấn đề của máy tính. Sao nó không nói với anh điều đó? Nó đang ở đây với Kathy này. Anh điên rồi cá. Cả hai đứa đang ở đây với tôi đấy. Các à, anh còn ở đây. Đừng làm thế, đi đi. Cô ta không có ở đó. Hãy nhìn kìa. Họ làm gì vậy? Gobo. Thật vui được gặp ông đấy. À, tôi cũng vậy. Hôm nay ông khỏe chứ? Trông ông khỏe lắm. Thật ngốc. Đi nào. Nhanh lên, nhanh lên. Nó đi. Có vẻ hoang vắng quá nhỉ. Bà định đi đâu đấy? Không, Ashka, làm vậy là trái luật đấy. Luật của ai? Ta là một người spellbender. Chúng ta phải đi theo. Nếu bà ta tìm được món đồ, bà ta sẽ truyền mất đấy. Ben. Bà định đi đâu? Hỏi hàng xóm xem họ có biết hắn đi đâu không. Ben là kẻ trộm. Hắn không dạy gì mà nói cho hàng xóm biết chỗ để tìm ra hắn. Làm sao chúng ta tìm được dấu vết của hắn? Hắn đóng cửa tiệm và đang bán nhà mà.
The real estate agent. Khoan đã, tôi cần nói chuyện với bà. Khoan đã nào. Thả tôi ra. Mẹ. Thả bà ấy ra. Chúng tôi chỉ ngắm căn nhà mà thôi. Mẹ nghĩ mẹ muốn mua nó à? Nhà này có hệ thống báo động ngầm. Các người thử vào phải không? Không. Sao ông không hỏi người ở bên trong? Người ở bên trong nào? Tôi không biết. Chúng tôi tưởng đó là chủ. Nhưng khi chúng tôi gõ thì ông ta không trả lời. Vâng, và phía sau thì cửa bị bể kính. Các người đứng đợi ở đây nhé. Đứng đợi không phải là ý hay. Cathy à? Cathy, em tìm địa chỉ dịch vụ nhà đất đi. Nhanh lên. Bà chắc chắn là nắm vững câu chuyện chứ? Vâng. Em nghĩ chúng ta dẫn đầu thế giới về việc nói dối trong một ngày. Nếu may mắn, đây là lần nói dối cuối cùng. Nhớ thân thiện và cười nhiều vào. Bà làm được chứ? Tất nhiên là được. Justin mến. Nào các con, mẹ sẽ mua cho chúng ta một ngôi nhà mới. Tuyệt vời phải không? Tôi có thể giúp gì không? Vâng. Tôi quan tâm tới ngôi nhà số 8 đường Tennyson. Hoàn toàn phù hợp. Xin mời vào đây. Mời ngồi. Đó là một ngôi nhà dễ thương, nhưng tôi có vài câu hỏi. Tôi muốn nói chuyện với chủ nhà. Được không? Ồ, tôi e là ông ta yêu cầu được giữ bí mật trong việc mua bán. Nhưng chắc chắn tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bà. Nghe đây, đồ đàn bà ngốc nghếch. Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Bình tĩnh mẹ. Con không được xen vào. Cô có muốn bán ngôi nhà hay không? Dù sao, tôi cũng cần gọi cho ông ta. Ông Ben đây à? Đây là Marion West. Vâng. Tôi có phiếu định giá cần gửi ông. Và một phụ nữ muốn nói chuyện với ông về ngôi nhà. Có một người trong đội bảo vệ Cerberus muốn gặp. Ông ta nói nó rất gấp. Tôi gọi lại cho ông sau nhé. Cảm ơn. Xin lỗi nhé. Người bảo vệ tới đây, chúng ta nên phân ra nhé. Ông Ben, tôi là Cathy của dịch vụ nhà đất. Tôi cần kiểm tra địa chỉ của ông để gửi phiếu định giá. Cảm ơn ông. Ông ta đang ở trên con tàu tại câu lạc bộ du thuyền Vịnh Dài. Chúng ta sẽ làm gì khi gặp Ben? Hắn sẽ không đưa chúng ta mặt nạ ngọc và nữ trang đâu. Nếu các người để ta mang theo áo năng lượng thì Ben không phải là vấn đề. Nếu bà đừng thò tay lấy mặt nạ ngọc thì chúng ta đâu có ở đây. Người muốn ta giúp hay không? Bà chỉ làm được có mỗi một việc là nói dối, lừa đảo và ăn cắp. Vì bà và cha mẹ tôi trở thành tù nhân ở thế giới song song. Tôi không biết có còn gặp lại họ hay không. Cả hai người. Ồ, hay quá. Làm sao chúng ta tìm được chiếc du thuyền của Ben? Chúng ta sẽ tìm tất cả, đừng ngốc thế. Nếu Ben thấy bà, hắn sẽ chạy trốn. Đừng gọi ta là ngốc. Hai người thôi, đừng chống đối nhau nữa, hãy suy nghĩ lại đi. Trời nóng quá. Ashka, tôi nghĩ bà cần có kem bảo vệ da. Còn tôi thì cần tiền lẻ để gọi điện thoại. Dừng lại ra, tới lượt tôi đấy. Việc cúi đầu chào là có ý gì? À, đó là tục lệ cũ của làng. Nó xảy ra 2 tháng một lần. Nó có ý nghĩa gì? Không ai nhớ nữa. Bắt được rồi nhá. Này quay lại, tới phiên tôi trốn chứ. Chúng ta có ngày khởi đầu thật tốt đẹp. Uống mừng mùa lúa của chúng ta nào. Cô ta đấy. Buông cô ấy ra. Cô ấy chẳng làm gì cả. Cô ta là thủ lĩnh rồng. Còn ngươi, ngươi giấu cô ta. Bắt lấy hắn.
Những người đó tìm kiếm tôi và chị tôi. Nếu họ bắt được, chúng tôi sẽ bị trừng phạt đấy. Sao ngươi không báo cáo là thủ lĩnh rồng đang trốn ở đây? Tôi không biết đó là cô ấy, tôi thề mà. Ngươi nên nói sự thật. Em trai ngươi đâu? Nó đi rồi. Ngươi nói dối. Lục soát ngôi nhà. Không có gì phải sợ cả, cứ chơi tiếp đi các con. Cứ chơi tiếp nhé. Ta biết thằng bé có ở đây. Nó đâu rồi? Ta phát hiện ra gia đình ngươi giấu nó, cả nhà sẽ chịu trừng phạt đấy. Em trai của thủ lĩnh rồng đâu? Nó đâu rồi? Tôi không biết ạ. Tôi tưởng nó ở đây ạ. Thằng bé sống trong ngôi nhà này đâu rồi? Đừng sợ. Này, lục soát khắp làng, ra lệnh cho mọi người phải ở trong nhà tới khi tìm ra thằng bé. Dẫn chúng vào trong. Gover, nhốt hắn lại. Ta sẽ tính chuyện với hắn sau đám cưới. Còn thủ lĩnh rồng, Sarak đang đợi ngươi. Tôi xin lỗi Dan. Tôi phải làm theo lệnh của Roger. Ba không sao đâu. Con chăm sóc bà của con nhé. Gover, cảm ơn ông đã không chỉ ra chỗ tôi. Ta không còn lựa chọn nào khác. Roger sẽ trừng phạt gia đình ta. Ta muốn ngươi đi trước khi ta trở về. Báo với Sarak, cô dâu đang trên đường trở về. Khi các ngươi tìm ra thằng bé, đưa hắn về cung điện luôn nhé. Lên đường.